Hello, hello. Xin hello, hello. Alo, alo. Anh em có nghe rõ tôi nói? Hôm nay thì tôi đang đứng ở một nơi rất là đẹp. Phong cảnh rất là hữu tình. Và chỗ này thì trông rất là nhiều chuối. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em về những cây chuối non và chuối giống này. Thì ở đây mình thấy là người ta bảo là người ta đang trồng chuối giống, thì mình cũng xin phép vào hỏi ý kiến chủ nhà rồi để review những cây chuối giống chuối giống cho anh em. Thì đây để mình quay cây chuối bé hơn này. Thì đây là một cây chuối giống người ta đã cắt tỉa hết lá này. Khi mà đã có khách đặt hàng thì người ta đã phải cắt tỉa hết lá để sau khi mà trồng ở đất mới thì nó sẽ ra lá mới, trông cây chuối sẽ xanh và đẹp hơn. Thì sau khi như thế thì nó sẽ phát triển nó ra quả, sau tầm một thời gian ngắn thì nó sẽ ra quả. Đây là cây chuối này, nó cũng cao tầm ngang với mình, ngang gần bằng mình. Cây này mình nghĩ nó cao tầm gần 1m7, tại vì mình hơn 1m7 một tí mà. Thì đấy, để mình sang cây chuối này cao. Thì những cây chuối này người ta sẽ mua về trồng trước Tết gần một năm thì và chăm sóc nó. Thì khi mà gần đến Tết trước Tết tầm 2 hoặc mình nghĩ trước Tết tầm 2 tháng ấy, thì nó mới bắt đầu nó trước Tết tầm 3 đến 4 tháng nó bắt đầu ra buồng và người ta chăm sóc nó rất là kỹ. Thì đến Tết thì nó ra quả, và ra quả thì và ra lại trông thì trông quả và lại của nó sẽ được mũm mĩm và đẹp hơn đấy. Cho nên là anh em nếu mà có nhu cầu mà muốn trồng chuối Tết ý, thì hãy tham khảo video của mình. Hãy theo dõi video của mình, hãy ấn chuông đăng ký kênh của mình để theo dõi mình, theo dõi các cái clip video mới nhất của mình và hướng dẫn chăm sóc cây và trồng cây làm như nào để cho cây có thể phát triển tốt nhất và khỏe mạnh nhất ấy. Thì đấy như anh em thấy đây, cây chuối này thì nó đã cao hơn mình. Cây chuối này còn tầm 1m8 nó đã cao hơn mình rồi, tại vì mình đang đứng thấp hơn nó mà. Cây chuối này gốc nó rất là bé, nó chỉ khoảng một gang tay rưỡi của mình thôi. Đây, gốc chuối rất là bé, nó chỉ khoảng tầm một gang tay rưỡi của mình đấy. Thì anh em yêu thích video mình thì hãy ấn chuông đăng ký kênh giúp mình nhá.